đâu vậy ba? Đi không vững mà rồi chàng ăn con trai ở đâu mà lên đăng ký nhiều quá chàng trời dữ vậy ba, rồi nhắm có thắng nổi không mà kênh thấy mắc ghét hả? Ủa mày cũng đi coi nữa hả? Giờ mời con mình làm vương hữu xa xa lết mình đi cờ đi ngay đây xin mời người đi thủ cậy từ từ xếp hàng trật tự giùm tôi cái đi. Ôi mấy anh chị này không có thi á thì nép nép vô giùm tôi cái. Mấy anh kia nữa ở chỗ nào ở yên chỗ đó. Ông đội lính nè, tôi đứng đây cũng không cho nữa, đã đứng bên kia cũng đuổi qua đây cũng đuổi ông nội vậy nè. Đi cái để thôi mà làm như là được động phòng liền vậy đó, ham lắm. Ngày khảo thí, ứng viên bu đen bu đỏ chật cả hoàng cung. Sau khi phỏng vấn thì một số bay màu ngay dòng rưỡi ngựa. Liên tiếp các đề thi khắc nghiệt được đưa ra, lại thêm một mớ rơi rụng lập đập. Cuối cùng đúng như Thủy Tinh dự đoán, chỉ còn lại cậu và Sơn Tinh. Trời, vậy là bà không biết gì rồi. Cái thằng Sơn Tinh á là bạn thân của cái thằng Thủy Tinh, mà cuối cùng á thì nó đi giật bùa của bạn. Bạn thân đó gọi là con giáp thứ 13 đó. Sơn Tinh Thủy Tinh đẹp trai quá. Cả hai đều cảm thấy khó xử nên tránh nhìn vào mắt nhau. Chưa bao giờ Thủy Tinh thấy mình và Sơn Tinh xa cách đến vậy. Một nỗi buồn khác lại chùng xuống trong lòng. Từ bao giờ mình lại thành đối thủ của nhau? Chúng ta đã chứng kiến phần thi tài năng, không ai qua được Sơn Tinh và Thủy Tinh. Sơn Tinh chỉ núi, núi lở, ra vào trong đá không có gì trở ngại. Thủy Tinh lấy nước phun lên không, biến thành mây mưa. Hai vị đó đều có phép thần thông, nhưng ta chỉ có một người con gái. Vậy hẹn ai mang sinh lễ tới trước, ta khắc gả cho. Chào ngủ biết sách lễ là cái gì, có phải người phàm đâu, chắc nhiều lắm á. Cái gì mà không có à, tôi nghĩ chắc à, chắc có thể là à, chắc có thể à, là thôi yên luôn đi ông nội ơi. A à, hoài cái gì mình dám chừng trong cây vàng với bảy miếng đất lắm công bố rồi kìa. Tánh Tài Dung không quá câu nệ hình thức, cho nên một trong hai người, nếu ai mang được 100 gian cơm nếp, 100 nệ minh chưng, dôi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chính hồng mao, mỗi thứ một đôi, đến trước sẽ thành rể của ta. Ngon lành, mấy thứ này trong lòng bàn tay của đại ca hết rồi. Ngon lành, kèo này dễ ôm. Dưới nước cũng có cá ngựa chín giòi đó, đừng có buồn nghe mấy cưng. Ủa gì kỳ vậy? Dương muốn chơi thủy tộc ta mà. Trên cạn không vậy rồi chứ đây làm cái gì vậy trời? Dương kiểu gì không biết luôn á. Sao nghĩ sao để sách lễ vậy vậy trời? Vậy mà cũng được nữa hả? Đức vua, tại sao? Dôi chín cửa, ngựa chín hồng mao. Ngựa chín hồng mao. Đề thi kiểu gì mà ngộ nghĩnh quá trời quá đất luôn. Rõ ràng là thiên vị mà. Cha nội Hùng Dương đó chỉ tỏ vẻ công bằng thôi à. Còn mày đặt mở thi kén dễ nữa, thấy mất mệt à. Rõ ràng ông đã chấm ai là phò mã rồi. Chuẩn luôn á Tâm ca. Hai người cùng vô vòng chung kết mà đề thi lại tạo lợi thế hoàn toàn cho một người à. Kêu thủy tộc chúng ta phải đi kiếm mấy cái sản vật tàu lao trên rừng trên rú trong thời gian ngắn như vậy. Tôi hỏi ca nè, không phải điên thì ngáo chắc rồi. Chỉ tội cho đại ca của chúng ta thôi. Ủa mà đại ca đi đâu mất tiêu rồi? Đang đứng la hét ngoài mỏm đá kia kìa. Dường như trời xanh cũng cảm thương cho chàng trai bất hạnh. Từng giọt mưa rào rạt rơi xuống, hòa cùng dòng nước mắt lăn dài trên gò má Thủy Tinh. Đà giang cuồn cuộn nổi sóng, cuốn theo cả đá tảng, cổ thụ hai bên bờ. Tại sao? Có chàng trai viết lên cây, lời yêu thương cô gái ấy. Mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thơ. Dạ, kính thưa đức vua, thay mặt đại ca, chúng thần xin dâng của hồi môn. Đây là trân châu, đồi mồi, san hô, hổ phách cùng cá kình, cá ngê,
các thứ cá ngon, mỗi thứ 100, xin bày ra để dâng lên bệ hạ. Nhìn cũng tươi ngon, xinh xò đó. Có điều... có điều lạc đề hết rồi. Rất quớt hà. Nói xong rồi thì đi vô đi đầu tôm ai. Dạ. Thay mặt cho sơn tộc, chúng thật xin dâng đầy đủ các món voi chinh ngà, chốt đơn, gà chinh cửa, chốt đơn, tặng thêm các quan mấy chục ký thịt rừng nhâm nhi mừng ngày nghỉ của đại ca và công chúa, và chốt đơn, và chuyến này sơn tinh là phò mã chắc rồi. Đủ hai món. Vậy còn còn ngựa chính hồng mau phải không đức vua? Đại ca của chúng thần đang cưỡi đến á. Loài này là loài kỳ mã, nếu không có mãnh lực uy dũng của đại ca, khó mà chế ngự nó. Dạ. Sơn tinh vừa chu đáo vừa đẹp trai, không xứng đáng phò mã thì ai vào đây nữa. Dứt vị phò mã chắc chắn thuộc về ngài ấy rồi. Vậy nghĩa là đi về biển á. Đứng sớ rớ rồi làm gì nữa? Ngươi quay về thôi. Ồ, vậy là thua chóng vánh. Thủy Tinh cùng những người bạn trở về, nhưng vẫn ấm ức khôn nguôi. Mấy ngày sau, nhận được tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lửa giận lại bùng lên dữ dội. Rồi xong, lại đập ba bàn ghế nữa rồi. Đập luôn chục chén bằng vỏ sò mới mua. Tháng này chắc phải tăng lương cho mấy đứa dọn dẹp nữa quá. Sao vậy công chúa? Công chúa sao vậy? Sao ta thấy bất an quá? Ta cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành. Chuyện gì mà không lành công chúa? Công chúa, có chuyện gì mà không lành đâu. Ngươi bớt nhái ta được không? Dù không, nhái ngươi tới ông nội ta hàng chi. Hai em thôi đi. Sao đêm nay lòng ta cứ nóng như lửa vậy? Không biết có chuyện gì không nữa. Trời ơi, có gì đâu công chúa ơi. Mai chống lại nên nay người nóng nóng đó công chúa. Em thờ với công chúa, em muốn lấy chồng muốn chết mà không được đây nè. Ta cũng mong là như vậy. Quả nhiên, cái mong ước của mỹ nương sai bét. Thủy Tinh sau nhiều ngày đập phá chửi bới vẫn không hết ấm ức. Đêm đó, cậu quyết định một mình đến Phong Châu chơi khô máu. Khi vừa tới cổng thành, chợt có quân lính ngăn lại. Chào anh, giấy tờ của anh đâu? Mỹ nương! Cái gì vậy trời, sùm trời đất hết trơn á, để cho người khác ngủ dơi. Thức mấy đêm liền muốn chết mẹ rồi. Thằng nào vậy? Tự nhiên á, tôi hỏi rất là đàng hoàng. Tôi hỏi anh ơi, giấy tờ của anh đâu? Nó không đưa thì tôi bắt anh mơ gì mà nó quýnh tôi à. Mày nghĩ sao vậy hả? Hả? Công tình ba má nó đẻ nó ra, cho nó một cái hình hài xấu. Nhưng mà xấu không có nghĩa là mày được quyền đập vô mặt nó, mày hiểu không? Mỹ nương! Mỹ nương! Có kẻ đột nhập, phong tỏa mọi lối ra vào. Mà bắt lấy Thủy Tinh, nhanh lên. Mỹ nương! Thủy Tinh có việc muốn gặp. Ôi cha! To gan! Ngươi mà tiến tới thêm một bước nữa, ta bắn chết tại chỗ. Là đệ nhất quốc sư. Ở đây chắc là có nhiều bạn thắc mắc, tại sao đệ nhất quốc sư còn sống? Bộ ổng là quỷ hèn chi? Không phải, thiệt ra đó cũng như bao nhiêu người phàm khác thôi. Cơ thể sinh học của quốc sư theo thời gian cũng già cỗ rồi chết đi, nhưng với sự tiến bộ vượt trội của trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu và quốc phòng đã làm được một điều kỳ tích. Ý thức từ bộ não quốc sư được truyền sang một con chip nhỏ và cấy vào cơ thể mới. Bằng cách này, về cơ bản quốc sư không có chết. Chỉ cần con chip còn tồn tại thì ông vẫn sống khỏe. Mọi ký ức lẫn kinh nghiệm đều được lưu trữ và bảo toàn hoàn hảo, kể cả khả năng kết nối tâm linh với tiên tri vũ trụ. Đây là một đặc ân của hoàng gia dành riêng cho ông.
bởi vì kinh nghiệm của quốc sư thực sự là hữu dụng cho những tình huống như thế này. Bắn đi! Trán của ta nè! Ngắm cho kỹ đó! Ngày mai công chúa về nhà chồng, kết quả thế nào? Ai cũng thấy rõ, ngươi còn cố chấp làm gì? Lũ các ngươi âm mưu chia rẽ chúng ta, ta cần gặp mỹ nương để hỏi cho rõ. Công chúa yêu phò mã, còn ngươi chỉ là... Thủy Tinh! Mỹ nương! Công chúa, xin ngươi hãy cẩn thận! Thủy Tinh! Sao Thủy Tinh lại đến giờ này? Thủy Tinh muốn biết, đối với mỹ nương, Thủy Tinh là gì? Mỹ nương nói đi! Là bạn. Một người bạn rất tốt. Một người bạn không ai có thể thay thế được. Nhưng mà mình chỉ là bạn thôi. Chỉ là bạn thôi. Thủy Tinh. Công chúa, để an toàn, xin người hãy vào lại trong thành. Nhưng còn Thủy Tinh. Hắn ta đã không còn là người bạn thân mà công chúa từng biết. Khoan đã. Dạ. Trước khi con lên đường, nội muốn con hiểu rõ điều này. Nguyên gia tộc chúng ta không phải là Giao Long bình thường. Từ thuở Hồng Quang, khi Đức Lạc Long Quân phân thay Ngư Tinh, tổ tiên chúng ta đã ăn được một miếng thịt và thừa hưởng phần nào sức mạnh vô địch của con quái vật thượng cổ này. Qua nhiều thế hệ, ma pháp ngày xưa tuy không còn bộc phát công khai nữa, nhưng vẫn ngủ say trong mã di truyền. Một khi con gặp nguy cấp, nó sẽ tự khắc đã thông kinh mạch và giải phóng sức mạnh đặc biệt của con. Các ngươi chết chắc rồi. Trước mắt quốc sư không còn là chàng trai thủy độc nữa. Thủy Tinh đã hiện nguyên hình là một con giao long khổng lồ, toàn thân phủ lớp dãy kim cương xanh biếc, bốn chân to như cục nhà với đầy móng vuốt, đôi mắt biếc với đồng tử chẻ dọc như mắt mèo, ngùng ngục bi phẫn. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì phù phơ nhanh qua, đâu nghĩ sao tương tư đêm dài như thế. Khởi động hệ thống phòng thủ kinh đô, mau lên. Ok quốc sư. Tất cả vào vị trí. Chuẩn bị. Bắn. Mau lên. Lên. Bắn chết mẹ nó. Mở cái đạn. Đi lên. Chuyện gì vậy? Là sóng thần. Có sóng thần. Cái gì? Không lẽ hắn ta định nhấn chìm cả Phong Châu à?